Ui cả nhà, ui nó làm cái ốc. Ui nó làm cái ốc cả nhà ơi. Ui này cả nhà ơi, con này khủng rồi. Hiệp mến chào cả nhà mình nha. Rồi cả nhà ơi, hôm nay Hiệp sẽ lùng mương. Thì ở đây nó có mấy cái đoạn mương đồng này cả nhà. Nhìn địa hình cũng khá là đẹp nha. Ở mương đây thì giữa cánh đồng luôn cả nhà. Lùm mây dương cỏ rồi nhiều lắm. Cả nhà xem nè, quay hết xung quanh cho cả nhà xem. Nhìn địa hình rất là đẹp luôn. Mương ở đây nhiều mà dài lắm cả nhà. Nó kéo dọc qua xuống như kia nè. Quá trời là mương luôn. Rồi hôm nay lùng mương hy vọng có lượng kéo cho cả nhà mình cùng xem. Địa hình đẹp là hy vọng có lượng khủng nha. Mấy địa hình dọc bờ mương như vậy dễ có lường lắm này, dễ có lường khủng. Kiếm em là chừng năm sáu lạng kéo là dư đủ phê. Chỗ kia này có một cái ao nhỏ 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 này cả nhà. Để Hiệp lùng lùng vô thấy có cái hang khủng nào đồng cho mà nhiều khi đụng lương khủng nhiều lắm nghe cả nhà nha. Mấy cái bờ đồng như vậy là lương ở cũng lào nam này, bờ to, bờ đất to lắm. Rồi thì bắt đầu thôi, hy vọng có lương khủng với nhiều lương kéo cho cả nhà mình xem cho nó vui. Rồi dưới đây nó có cái hang này cả nhà, đó hang cũng nhỏ nhỏ trồng trọng thôi nha. Nhìn xinh cả nhà, ngõ nước lại nước xuống nè. Đây nó có một cái ngách bên này nữa nè, ngay cái góc mây dương luôn. Có con lương nè, nó lên xuống nè cả nhà. Rồi để Hiệp cao luôn nha. Đây lương chắc nhỏ, trọng. Ở lên đó. Đó, dứt. Ui, ui, lâu vậy? Có nhà nó lâu lắm. Bông rồi. Còn nguyên màu luôn nè. Ui, nó ọc xuống một cái. Nó ọc xuống một cái nó lâu chục chục ấy. Nó lại chỗ này rồi nè. Dứt lại đó. Ui to cả nhà ơi, to to nè. Ui cái hàng mới lớn bằng lương gì nè cả nhà. Quá cái con lương cả nhà ơi, hay là máy luôn. Quá cái hàng mới lớn bằng lương, trời nó ngon nghe cả nhà. Thì tưởng đây con lương chắc nhỏ thôi, trời bà lương xinh ghê. Ui bà lương ngon ghê cả nhà ơi. Thì tưởng chắc lương cũng như ngón tay thôi nha. Có tầm một lạng thôi. Trời tố bà lương lên ha. Bà đã hai lần mái luôn, hai lần rưỡi luôn đó cả nhà ơi. Qua xem lương này cái đầu chà bá luôn. Nè cả nhà. Cái đầu to lắm. Ui bất ngờ luôn với cái hang cả nhà ơi. Ui cái hang cái xíu xíu thôi. Hang xíu xíu mà. Tố bà lương xinh ghê luôn, thì tưởng đâu chắc cũng to lắm, con lương cũng cả tầm mà lạng là hết hết cỡ rồi. Trời ơi lên bà lương mê thiệt luôn, cái đào nó to, con này nó lú lên nó táp trong cái hang đó thì thôi nghe đã lắm mà không, nó không 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 lên táp thôi. Trời sướng. Rồi ngon lành, làm phát mở hàng thấy nó êm quá êm luôn nè cả nhà ơi. Rồi đi cho nó vào túi luôn nha, tìm hàng tiếp đó nha. Ha, làm phát mở hàng mấy con lương cả đó khéo sướng thiệt luôn, bất ngờ luôn mà. Rồi Hiệp cho nó vào túi đã. Rồi dưới đây nó có cái hang này cả nhà. Cái hang này to lắm nha, mà nó hụt nước. Nó cách cái bờ chắc cũng có tầm 4-50 phân nữa cả nhà. Hụt nước lắm. Mà nhìn kỹ thì vẫn có đường nước dưới đây nè.
Hai này to dễ đụng lưng khủng lắm đó nghe. Rồi đi ép xe thứ là sao? Lần này dễ đụng ăn khủng lắm đó cả nhà. Ui cả nhà, ui nó làm cái ốc. Ui nó làm cái ốc cả nhà ui. Ui này 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 này. Này cả nhà ui. Ui đào nhỏ mình to. Ui con này to. Đào nhỏ mình to cả nhà ơi. Chà, ba là ăn có. Ui ngon. Màu. Wow, thả nó làm cái ốc vắt. Phê thiệt luôn. Con này ba lần rưỡi luôn nè cả nhà. Cái đầu nhỏ như của mình to lắm. Nè. Đầu nhỏ mà mình múp rập luôn nè. Sườn thiệt luôn. Ui mấy cái mê mấy cái hàng thiệt luôn. Nước là gục nước thôi. Xe xuống đụng đường nước làm cái ốc liền. Đã. Sướng. Con này cái đào xíu xíu đó cả nhà. Nè. Cái đào chung chung rồi nè. Con cái mình to ghê không. Mình ba lạng máy. Mình ba lạng máy luôn mà cái đào chung chung. Rồi. Ngon lành. Để Hiệp cho nó vào túi thôi. Mấy đường hang mê thiệt. Tưởng tượng như cái lượng tổ hừng nữa. Giật phát đầu tiên tưởng tượng lượng tổ hừng nữa chứ. Đã. Rồi đi Hiệp cho nó vào túi nha. Rồi dưới đây mới vạch được cái hang nữa nè. Hang to lắm cả nhà ơi. Hang này cũng khó trời lắm nha. Lùm nhiều quá cả nhà. Lùm mây dương nhiều. Hang này dưới đụng lặng khủng lắm á. Rồi đi Hiệp cao luôn nha. Dưới đồng bằng khủng lắm nè, to. Ui ăn ra. Ui ăn, ăn nha, ăn nè. Không thấy nó lên nè. Ừ, này này này. Này ngã nhà ui. Ui cái hàng này. Cái hàng này cái thế khó lắm. Hàng này thế khó quá cả nhà ui. Khủng rồi. Con này khủng cả nhà ơi, nặng lắm. Lên từ từ nè. Ui, thấy nó ốc ở ngoài nè. Khủng này cả nhà ơi. Ui, tiếp nữa mà lại đó cả nhà. Rồi đây cả nhà ơi. Lương thì Hiệp cũng bắt được con lương. Nhưng mà có cái là cái máy nó bị rớt xuống nước cả nhà. Đây cái máy quay chính nó bị rớt xuống nước rồi. Hiện tại thì cái camera nó bị mù mất rồi cả nhà. Hiệp quay không được cái máy đây nữa. Nước nó vô nó ẩm hơi liền nó mù của camera. Hiệp lấy cái máy, cái điện thoại cũ Hiệp quay chất lượng nó cũng hơi kém, cả nhà mình thông cảm nha. Buồn ghê cả nhà ơi. Con này cũng 4 lạng máy, 4 lạng cỡ 4 lạng rưỡi này cả nhà. Biết Hiệp biết cái địa hình cái thế nó khó mà lấy rốt cuộc ra nó quắn vô trong trong dây, trong cây rồi đó. Hiệp bỏ cái máy ra, nó tuột rớt cái máy ra khỏi cái chân quay đó cả nhà. Nó tuột luôn cái máy nước. Liên lương lên bờ để Hiệp chụp cái máy. Nhưng mà nó rớt xuống chắc cũng cả mười mấy giây bị vô nước luôn.
thôi kệ, cũng có con lươn làm mai, bắt được con lươn làm mai cả nhà, không thâu là mắc luôn cái con lươn này nữa, rồi máy rớt nước nữa là thú hẻo luôn. Ngon cả nhà, ba con mà nạn rồi nè. Máy bây giờ nó mù luôn camera rồi. Đây, chắc đêm gì sái thôi, hy vọng là nó sẽ không ảnh hưởng về máy nha. Đây mà nó vô nước màn hình bắt là tiêu luôn. Chất lượng của cái máy này quay thì nó cũng hơi mờ, cả nhà mình thông cảm nha. Chán ghê cả nhà ơi. Mờ mất cái camera rồi. Mù hết luôn, 4 mét mù hết trơn hết luôn. Mấy cái hang này thấy cái địa hình nó khó quá mà, do nó lùm mây dương không này cả nhà. Lên nó rớt cái máy cái nó tụt xuống kia, mà mai là nó tụt xuống dần rồi nghe, chụp lại được liền, chứ nếu mà nó tụt xuống sau dưới kia nữa là rầu xong luôn cái máy luôn, tiêu luôn. Chán ghê. Mấy cái pha này, cái chỗ này khó này cả nhà, lùm khó quá mà. Rồi không biết máy còn quay được không. Thôi để Hiệp đi dọc dọc thử, có Hiệp cao tiếp Hiệp quay cho cả nhà mình xem, quay cái máy cũ cũng được cả nhà. Rồi cả nhà ơi, Hiệp cũng đi về luôn cả nhà. Máy nó vô nước bây giờ nó cũng đơ luôn rồi cả nhà ơi. Nước đang đơ. Ừ, vô trong mờ luôn camera hết rồi cả nhà, mà lại nó đơ luôn rồi. Đứng luôn rồi cả nhà. Chán ghê luôn. Hôm nay được ba con ở đây. Lớn rồi. Được ba con lớn, bác con lươn này. Bác con lươn đây mà để rớt cái máy này coi. Bự đó đó hả? Ừ, bác con lươn bự để rớt cái máy. Buồn ghê cả nhà. Quay cái máy này nó không có được rõ này chứ. Hôm nay là được ba em này, ngon ghê luôn, rốt cuộc ra tiêu có máy cả nhà, mà câm luôn rồi cả nhà. Này đang cao lưng khủng mà thiệt sướng, gặp sự cố bà con này chắc không có ký cái máy rồi. Ký lẻ ba thôi cả nhà, máy nó khó quay mà cả nhà, ký lẻ ba xem lớn được máy lại. Máy mà nó đừng gì nó không bị sao thì cũng cố gắng kiếm thêm cả nhà. 4 lần rưỡi. 4 lần rưỡi cả nhà. 4 lần 4. Rồi em cho nó vào thùng đi. Đừng gì đi dọc dọc kiếm thêm nữa cũng được cả nhà. Thôi thì anh em với cả nhà mình quan tâm lưới câu lươn thì liên hệ với Hiệp nha. Thì lưới là lưới mông rồng, nó có 3 size, lưới nhỏ, lưới trung và lưới đại nha. Thì anh em quan tâm liên hệ với Hiệp, Hiệp có để số điện thoại Zalo ở trên màn hình đó. Dài rồi Hiệp tóm sẽ hết, anh em mua về là cao thôi. Giấc tình hình thì bây giờ chắc đem cái máy đi ra sửa thôi cả nhà. Mai đâu còn sống được không ta. Chán ghê cả nhà ơi. Thôi thì đến đây thì cũng kết thúc video, cũng gửi lời cảm ơn đến cả nhà mình nha, đã luôn đồng hành và xem video ủng hộ cho Hiệp. Thì Hiệp cũng hẹn cả nhà ở video câu lươn tiếp theo nha.